Mình mong muốn hạnh phúc thì mình phải biết đâu là hạnh phúc, đúng không ạ? Mình biết thế nào là hạnh phúc. Đấy. Và chúng ta biết là chúng ta cần phải ghép đôi, bởi vì nó là quy luật của cuộc sống. Nó là quy luật cuộc sống, quy luật bất biến của cuộc sống. Đó là có nam thì có nữ, có đực thì có cái, có nó là cái quy luật phát triển muôn đời này rồi. Cho nên chúng ta biết là chúng ta cần phải có ghép đôi. Đấy. Có tối mà không có ngày, có âm mà không có dương, có nóng mà không có lạnh thì nó không có sướng, nó không có phê, nó không có đúng gọi là sự phát triển theo quy luật tự nhiên. Cho nên cái việc mà chúng ta mong cầu hạnh phúc nó là cái điều hết sức tự nhiên. Chỉ có điều là chúng ta đã gặp những cái tổn thương và có thể là chúng ta đã có những sợ hãi, chúng ta không dám đối mặt với nó. Nhưng trong thâu tâu bên sâu bên trong của chúng ta, đó là chúng ta mong muốn hạnh phúc. Vậy để mà mong muốn hạnh phúc thì chúng ta phải biết thế nào là hạnh phúc. Thì mối quan hệ hoàn hảo ở đây đó là gì ạ? Đó là tình yêu. Thì tình yêu nó đến từ hai phía, nhưng trong tình yêu ấy thì nó là gì ạ? Tình yêu là nơi để cho chứ không phải nơi để nhận. Rất nhiều người khi yêu thì rất là hạnh phúc, rất là sung sướng, rất là vui vẻ, rất là thấu hiểu nhau. Nhưng khi mà chuyển hóa từ yêu sang mà lấy vợ lấy chồng, từ từ yêu sang hôn nhân, thì ngay lập tức cái mối quan hệ nó bị thay đổi. Tại sao từ yêu sang hôn nhân thì nó lại bị thay đổi? Có bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng trước đây á, là mình yêu cái người vợ người chồng của mình ấy, mà mình lấy ấy, thì lúc đó là mình lấy là do lựa chọn của mình, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì khi mà về ở với nhau thì mình bắt đầu phát hiện ra là thế này, rồi phát hiện ra thế kia, rồi nó không như ý, rồi bắt đầu là trở nên đau khổ, trở nên mệt mỏi. Và lúc sau mình lại cảm thấy là sao mình lại lấy cái người đấy, thậm chí mình lại bỏ cái người đấy luôn. Tại sao, đúng không ạ? Bao nhiêu anh chị em cảm thấy điều này là đúng đã. Lúc ngày xưa mình yêu mình đâu thấy gì đâu. Đến lúc mà lấy về mình mới thấy. Có phải không ạ? Thì cái điều gì nó làm nên sự khác biệt này? Cái điều này gì làm nên sự khác biệt? Đúng không ạ? Thì cái điều chính để làm tạo nên sự khác biệt này đó là gì ạ? Đó là khi yêu thì chúng ta chưa thuộc về nhau. Khi yêu chúng ta chưa thuộc về nhau, cho nên chúng ta sợ mất nhau. Chúng ta sợ mất nhau, cho nên chúng ta trân trọng nhau. Nhưng khi mà lấy rồi, mày thuộc về bà rồi nhé. Mày thuộc về ông rồi nhé. Cho nên ông sẽ sở hữu mày. Ông sẽ kiểm soát mày, hoặc là bà sẽ kiểm soát mày. Bà sẽ được quyền làm việc này việc kia. Và đấy là lúc trạng thái tình yêu nó bị biến chuyển sang một trạng thái khác. Bao nhiêu anh chị em muốn chúng ta có thể yêu cái người vợ, người chồng của mình cho đến cuối đời vẫn hạnh phúc. Bao nhiêu anh chị em muốn ạ? Rất đơn giản thôi. Đó là đừng bao giờ sở hữu cái người vợ hoặc người chồng của mình. Hãy luôn luôn coi rằng họ vẫn đang là người yêu. Đúng không ạ? Không bao giờ được phép sở hữu người chồng, người vợ của mình. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta lấy nhau rồi thì bắt đầu chúng ta có những cái quyền là kiểm tra điện thoại, hoặc là cái quyền ăn mặc một cách gọi là rất là lôi thôi, rồi có quyền nói to, có quyền mắng mỏ, có quyền chửi bới, có quyền đánh đập, có quyền làm những cái việc mà bình thường lúc yêu mình không có làm. Và khi đó mối quan hệ nó bị xấu đi. Lúc mà yêu ấy thì lúc nào cũng bẽn lẽn rụt rè, thế mà lúc lấy về thì dữ dằn như sư tử Hà Đông, đúng không ạ? Đó thì như vậy là gì ạ? Là chúng ta bị mất nhau vì là chúng ta đã tưởng rằng họ là người thuộc về mình. Và đến khi mình mất họ thì mình lại thấy rằng ô, thật là buồn, bởi vì mình đã đánh mất một cái người đã từng yêu thương. Đa phần khi mà chúng ta buồn khi chúng ta chia tay ấy, bởi vì chúng ta nhớ về những cái cảm xúc khi mà chúng ta còn yêu, cho nên là chúng ta gọi là bị nghiện
cái cảm xúc đó. Cho nên khi mà chúng ta chia tay một cái người yêu, chúng ta buồn bởi vì chúng ta mất đi cái cảm xúc đó. Nhưng khi mà chúng ta có một mối quan hệ mới và chúng ta có cảm xúc mới thì chúng ta nhanh chóng quên đi cái người cũ, có đúng không ạ? Đấy. Đấy là lý do tại sao mà khi mà mình mất đi một cái tình cảm cũ thì chúng ta tìm kiếm một cái tình cảm mới thì chúng ta sẽ dễ dàng quên đi cái mối quan hệ cũ, trừ phi là cái mối quan hệ mới mà nó không đem lại những cảm xúc giống như là mối quan hệ cũ. Đấy, mỗi thế thôi. Đúng không ạ? Đó. Thì đồ bầu cũng có đồ bầu đẹp mà. Đồ bầu cũng có đồ bầu đẹp. Đấy, quan trọng nhất đấy là mình biết rằng mình phải đẹp trong mắt chồng mình. Lúc nào mình phải đẹp ở trong mắt chồng mình, không được gì ạ, lôi thôi. Đàn ông cũng vậy, cũng không được lôi thôi, cũng không được gì ạ, gọi là quá là chảnh mảng trong cái việc mà ở trong gia đình. Ở trong gia đình mình có thể mua những cái đồ mặc ở nhà mà nó cũng gọn, nó cũng đẹp mà. Đúng không? Đó, không nhất thiết. Thì mình chỉ làm được việc đó khi nào ạ? Khi mà mình nghĩ rằng cái người chồng, người vợ kia họ không thuộc sở hữu của mình. Tức là họ có thể ra đi bất kể lúc nào. Họ có thể mất bất kể lúc nào. Họ có thể là gì ạ? Họ có thể biến mất trong cuộc đời của mình bất kể lúc nào. Và khi nào mà mình nghĩ đến cái điều đó thì lúc đấy thì mình mới làm được. Đúng không ạ? Chỉ khi nào mình nghĩ rằng cái người chồng, người vợ của mình ấy, họ có thể biến mất bất kể lúc nào trong cuộc đời của mình. Và nếu như họ ra đi, họ đi với những mối quan hệ khác và mình không có quyền can thiệp vào các mối quan hệ của họ, thì khi đó mình mới chưa sở hữu họ. Còn nếu mà mình có quyền can thiệp vào các mối quan hệ của họ, tức là mình chưa gì ạ, mình vẫn đang ở trong trạng thái là kiểm soát. Mình đã bảo là gì ạ, là anh thuộc về tôi, anh là người yêu, anh là chồng tôi thì anh không được đi với cô này cô kia. Thì khi đó là mình đang kiểm soát họ. Và trong tình yêu ấy thì nó là nơi để cho, không phải nơi để nhận. Tức là gì ạ? Việc của mình cứ là cho thôi. Và khi cả hai người cùng cho thì nó là mối quan hệ hoàn hảo. Còn một người cho mà một người nhận thì nó là gì ạ? Nó ở trạng thái số mấy á? À, trạng thái số 6, số 5 gì đó, hoặc số 4, số 3 gì đó. Không biết. Đúng không ạ? Tức là một người chỉ có cho thôi. Và một người chỉ có nhận thôi. Thế thì cái câu hỏi là gì ạ? Tại sao mình lại cho cái người không xứng đáng? Tức là mình cứ cho đi mà họ không biết cho lại mình. Thì là sao ạ? Thì là lỗi của mình. Bởi vì sao? Mình chọn sai người. Mà việc của mình nếu mà mình chọn sai người thì làm sao ạ? Thì mình chọn lại thôi. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là gì ạ? Ở đây rất nhiều trường hợp anh chị em chúng ta là chọn sai. Thì chọn sai thì chúng ta có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất đó là cùng giúp nhau thay đổi. Tức là giúp họ thay đổi. Bằng cách mình thay đổi trước. Mình thay đổi rồi. Tốt lên rồi. Ngon rồi. Mà họ vẫn không thay đổi. Thì nhất định họ sẽ văng ra khỏi cuộc đời của mình. Không cần phải cố gắng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì lúc đó mình cố gắng không được. Tại sao ạ? Bởi vì những người mà họ đã định hình trong cái tư duy của họ là mình là cái người xấu, mình là cái người không tốt. Thì kể cả mình có thay đổi phát triển thì họ vẫn định hình mình là người xấu, không tốt. Cho nên sẽ có những người không thể thay đổi được. Cho nên là cái nguyên tắc số 2, nguyên tắc số 1 đấy là không sở hữu người vợ, người chồng của mình. Nguyên tắc số 2 đấy là đừng cố gắng thay đổi cái người vợ, người chồng của mình. Họ thay đổi bởi vì họ muốn thay đổi. Đơn giản thế thôi. Khi mình thay đổi, mình phát triển, họ nhìn thấy cái sự thay đổi, sự phát triển của mình. Và họ tự giác, tự động, họ thay đổi. Không phải do mình mong muốn, do mình bắt buộc. Tất nhiên là mình vẫn nói lên cái gì ạ, cái mong muốn, cái kỳ vọng của mình. Mình phải nói lên cái kỳ vọng của mình. Nhưng họ thay đổi hay không, đấy là do quyết định của họ. Bởi vì cuộc đời của họ do họ quyết định. Mình không thể quyết định thay cái cuộc đời của họ được. Và họ cũng không quyết định thay cuộc đời của mình được. Đúng không anh chị em? Đúng không ạ? Cho nên tôi làm chủ cuộc đời tôi. Anh chị em vẫn đọc cái câu này hàng ngày. Tôi làm chủ cuộc đời của tôi. Không phải vợ, không phải chồng, cũng chẳng phải con cái, chẳng phải bố mẹ tôi. Đúng không ạ? Tôi mới là người làm chủ duy nhất cuộc đời của tôi. Tôi đau chân, có mình tôi đau thôi. Bố mẹ không đau thay cho tôi, con cái không đau thay cho tôi, vợ hay chồng cũng không đau thay cho tôi. Có đúng không ạ? Cho nên tôi phải là người ra quyết định, lựa chọn cho cuộc đời của mình. Nếu
mà mình vẫn còn ở đó cùng với cái người mà vẫn đang làm tổn thương cho mình, thì cái thứ nhất đấy là lỗi của mình. Mình vẫn sợ hãi, mình chưa ra quyết định, mình chưa thay đổi, thì đấy là lỗi của mình. Và nếu mà lỗi của mình thì đừng có buồn phiền, đừng có than phiền, đừng có kể lể, đừng có trách móc làm gì, mệt. Bởi vì lỗi của mình thì trách ai? Trách mình chứ trách ai? Có đúng không ạ? Mình trách mình thôi, làm sao mình có quyền để trách người ta? Người ta vẫn như vậy, chẳng qua chỉ có mình là khác thôi. Đúng không ạ? Ok nha. Thì nếu như anh chị em đang thuộc ở cái vị trí số 2 thì chúc mừng anh chị em. Chúng ta ngày hôm nay chúng ta biết đâu là mối quan hệ hoàn hảo. Cho nên hãy tìm những người mà chúng ta cảm thấy ngưỡng mộ họ, cảm thấy họ truyền cảm hứng cho mình mỗi ngày. Họ là động lực cho mình cố gắng, động lực cho mình phát triển. Đúng không ạ? Chúng ta có cơ hội để chúng ta làm lại. Tất cả chúng ta đều có cơ hội để làm lại. Nếu một số người vì một số lý do nào đó không thể chia tay được, vì con cái, vì gia đình, vì kinh tế, vì công danh, vì sự nghiệp, vì rất nhiều lý do không thể mà thay đổi được. Cái điều này có không ạ? Có, anh em nhé. Nó không hẳn là nỗi sợ đâu. Tất nhiên nó là nỗi sợ đấy. Nhưng nỗi sợ đấy nó đã ăn quá sâu rồi. Thì việc của chúng ta đó là gì ạ? Hãy sống hạnh phúc cho riêng mình. Tức là mình phải hạnh phúc trước. Còn người ta có hạnh phúc hay không, người ta làm tổn thương mình hay không, đấy là việc của họ. Họ có quyền làm tổn thương mình, nhưng mình có chấp nhận cái điều đó để làm tổn thương hay không, thì đấy là gì ạ? Đấy là cái quyền của mình.